Chào các bạn trong phần video này thầy tiếp tục hướng dẫn chúng ta chuyên đề tiếp theo à, Đó là chuyên đề 7 của chương trình hóa học lớp 11 sách mới Và thầy soạn theo kiểu chuyên đề dành cho cả ba bộ sách nha Và đây là tài liệu của chương 2 uh, Chương Nitrogen và Sinh Thua Và chương đề 7 hôm nay thầy hướng dẫn chính là bài toán nhiệt phân muối uh, nitrat Muối nitrat này xưa đó Nhiệt phân muối nitrat Và đây là tài liệu dùng chung cho cả ba bộ sách à, Tài liệu này chuyên đề soạn trong sách giáo khoa nha đây là tài liệu 170 trang gồm tổng cộng 12 chuyên đề Chúng ta dùng cho cả 3 bộ sách hiện đại ha, bài tập tổng hợp 170 trang Đây là file đề 170 trang Còn file bài giải 323 trang Thì để nhận tài liệu này thì Để nhận file này thì chúng ta vào tham gia trợ giúp học tập à, Khi tham gia trợ giúp học tập thì chúng ta sẽ nhận tài liệu trong một năm học Và đặc biệt được thầy trợ giúp khi học tập Có nghĩa là không rõ vấn đề gì đấy Có thể ngay cả vấn đề học trên lớp ha thì thầy trợ giúp cho chúng ta rồi thầy giới thiệu sơ bộ về tài liệu hiện tại em nào tham gia trợ giúp tập thì thầy đã gửi hai chương này thầy gửi theo từng chương nha chương 1 thì đây tài liệu của chương 1 gồm tấm 170 trang nha à, tùy theo chuyên đề chuyên đề uh, lý thuyết hoặc là chuyên đề bài toán thì chúng ta có lý thuyết thì có tấm tắt lý thuyết cho chúng ta bài toán thì có dạng bài tập đầy đủ cho chúng ta làm hết đây là tài liệu uh, uh, pha đề nha còn đây là file bài giải, file bài giải 323 trang thì cái này rất là đồ sộ nha, chúng ta in ra thì rất là mệt nha, nhiều lắm. Đó. Có sẵn chúng ta hết thì em nào nhận thì liên hệ thầy à, tham gia trợ giúp học tập. Thì hôm nay thầy hướng dẫn chúng ta chuyên đề 7, à, chuyên đề 7. Chuyên đề 7 trong tài liệu là ở trang à, chuyên đề 6 ở trang 95 nha, chương 7. Thì tài liệu thầy soạn luôn luôn có phần phương pháp giải nha, phương pháp giải có sẵn cho chúng ta và phần bài tập à, rất nhiều bài tập để chúng ta làm. Tuy nhiên, phần phương pháp giải này chúng ta tham khảo thêm, à, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta ngay cái trong video này, chúng ta nắm cái phương pháp giải à, và sau đây thầy sẽ hướng dẫn lại cho chúng ta cái phương pháp giải cái bài tập nhiệt phân muối nitrat bài toán nhiệt phân muối nitrat À, thầy đọc theo kiểu cách ngày xưa đi nha. Nhiệt phân muối chat Rồi như vậy kiến thức càng nhớ và phương pháp giải chúng ta nắm như thế nào đây. Rồi bây giờ thầy lưu ý như này. Rồi nhiệt phân muối chat Rồi thầy lưu ý như này nè. Đây là nhiệt phân muối nitrat. Rồi muối nitrat này thầy gọi chung đây là cái muối R NO3 x lần à, Thầy gọi chung công thức nó là R NO3 x lần Thì lúc này nó có 3 trường hợp nha 3 trường hợp Trường hợp 1 à, Trường hợp 1 là R trước magie trước magie trong giải hoạt động hóa học á à, trước trong giải hoạt động hóa học thì lúc này đó trường hợp một này khi nhiệt phân à, Tạo ra muối nitrit à, Muối nitrit Muối nitrit và, à, và oxy Rồi ví dụ nè Ví dụ Chẳng hạn như KNO3 Thì lúc này chúng ta nhiệt phân ra Tạo thành muối nitrit Đó là KNO2 Cộng O2 Rồi cân bằng thôi Đó Đó trường hợp trước mà ra trường hợp 2 trường hợp 2 là R này nè từ mg đến CO à, là tính luôn mg tính luôn CO thì lúc này nhiệt phân ở trường hợp này à, tạo ra là oxit kim loại oxit kim loại cộng NO2 và O2 nhớ chú thầy oxit này là quá trị cao nhất nha quá trị cao nhất chẳng hạn sắt phân lên sắt 3 à. tại sao cao nhất tại vì nó gặp oxy nó phải lên quá trẻ cao nhất rồi ví dụ nè ví dụ thầy nhiệt phân muối uh, CuN3 hai lần nhiệt phân ra thì tạo thành oxit kim loại đó là CuO cộng với NO2 cộng O2 rồi chúng ta các bạn phương trình thôi ở đây có hai nitơ các bạn số 2 điểm trước là tổng cộng 6 oxy nè ở đây 4 đây 5 và dưới đây 1 2 đó trường hợp 3 trường hợp cuối cùng trường hợp 3 rồi đó là R này kim loại này nè sao CO sau CO thì lúc này chúng ta nhiệt phân ra là kim loại luôn đó, kim loại luôn cộng NO2 bộ C tóm lại muối nitrat là muối có giàu oxy tóm là nhiều oxy đó trường hợp nào cũng tạo oxy hết rồi trường hợp này sẽ lấy ví dụ nhiệt phân muối nitrat của kim loại sao cho chẳng hạn như bạc nè hai ba đó tạo thành là bạc kim loại n 2 và o 2 rồi chúng ta cân bằng thôi ba vậy là một bằng hai thì đây là ba trường hợp à, bây giờ vận dụng ba trường hợp này chúng ta sẽ nắm một số cái lưu ý sau đây để chúng ta làm bài tập nè à, lưu ý để là bài tập lưu ý à. rồi cái lưu ý thứ nhất đó là sau khi nhiệt phân à, thì chúng ta thấy là khối lượng chắc rắn giảm à, tại vì cái muối này nè muối là chắc rắn tạo ra cái oxit chắc rắn kim loại cũng là chắc rắn muối nitrit cũng là chắc rắn à, vậy là khối lượng chắc rắn giảm thì chúng ta lúc này chúng ta lưu ý nè m chắc rắn giảm chính bằng m khí tạo thành m khí m khí 3G thì ở đây chẳng hạn đối trường hợp 1 đó là bằng khí oxy trường hợp 2 là khí nổ 2 oxy trường hợp 3 cũng là nổ 2 oxy à, m chắc rắn giảm chứ mà m khí 3 ra rồi trường hợp tiếp theo để chúng ta lưu ý chúng ta làm đó là cái hỗn hợp khí sau phản ứng thường đối trường hợp 2 và trường hợp 3 hỗn hợp khí sao phản ứng à, hỗn hợp khí sao ứng người ta dẫn vào nước à, dẫn vào nước thì lưu ý hỗn hợp khí sao phản ứng dẫn vào nước thì sẽ tạo thành HNO3 nghe HNO3 à, và sau đó người ta có thể cho tác dụng nào hát thì lúc này thu được cái muối đi chát muối đi chát lại thì lúc này ở đây lưu ý chỗ này nè, lưu ý phương trình này cho thầy thì sau đó thầy đúc kết công thức cho chúng ta đó là NO2 cộng O2 cộng nước tạo thành là HNO3 à, HNO3 được chưa? thì lúc này cân bằng phương trình nè chúng ta cân bằng lên ở đây 2 ở đây 2 và ở đây 1 phần 2 đó thì ở đây từ cái phương trình này nè chúng ta nắm chỗ này cho thầy nữa nè <laughs> đó là chỗ này này nghe chúng ta nắm chỗ này đó là cái cái nitơ này nè Bỏ tồn nitơ à, thì đầu tiên nitơ trong góc Nitrat chát này nè nitơ trong góc Nitrat nó chuyển thành nitơ cho bên no à, nó chuyển tuyệt đối luôn à, trừ trường hợp một cái nghe nó chuyển tuyệt đối thành nitơ trong no no hai chứ chuyển nitơ thành no hai no hai nó chuyển thành nitơ trong đây thì lúc này chúng ta sẽ được là mol nguyên tố nitơ a à, sẽ bằng mol của gốc nitrat à, bằng luôn bằng mol gốc nitrat nè, nitơ chuyển qua đây được cha và mol gốc nitrat này, này nếu người ta cho vô h cho vô nào nào nè thì lúc này nó bằng luôn mol của nào h nghe à, cái gì, cái này là là, là siga của cái 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 này nghe đó tí xíu nữa thầy sẽ hướng dẫn chúng ta chúng ta vận dụng từng cái lưu ý này hết để chúng ta nhớ và cái ý thứ ba, thứ ba chúng ta nhớ đó là trong cái muối nitrat này nè, trong muối nitrat này, trong muối nitrat này thì chúng ta thấy rõ ràng cái góc nitrat này nè, hãy là có một nitơ thì phải có ba oxy, có một nitơ là phải có ba oxy, cứ như thế một nitơ là phải có ba oxy, có nghĩa là lúc này mon oxy, mon oxy nó bằng 3 lần mon của nguyên tố nitơ, được chưa? Rồi và cái lưu ý cuối cùng nữa đó là <laughs> cái khí nào 2 người ta cho tác dụng hỗn hợp khí, hợp khí sao ứng đó. Người ta cho tác dụng với là NaOH thì lúc này nó khác nữa nghe. Rồi thì lúc này chúng ta lưu ý cái phương trình hỗn hỗn khí tác dụng NaOH. Đó là NO2 cộng NaOH. Thì lúc này tạo thành hai muối nghe, muối nitrat và muối nitrit. chat nè. Muối nitrit nè và nước thì chúng ta lưu ý nếu người ta cho phương trình này rồi chúng ta căn vào phương trình thôi. Ngay cũng ít gặp này đó, cho, chủ yếu nắm mấy công thức này nè. Rồi bây giờ chúng ta vào vận dụng để chúng ta làm này. nè. vận dụng nha, để chúng ta áp dụng mấy cái này. Thầy lưu ý này nè, những cái lưu ý này nè, thầy sẽ từng bài tập chúng ta làm hết, do đó chúng ta phải xem hết để coi, coi cách vận dụng này như thế nào. Còn cái này chủ yếu lý thuyết thôi, cái này là lý thuyết. Bài số 1 vận dụng thường thường thấy cho từ dễ nha, dễ nhất rồi số 1 thì nhiều phân bình thường thôi câu 1 chúng ta nắm phương trình nhiều phân là, là tạo thành thôi rồi nhược phân m gam mg độ 3 hai lần đến khối lượng không đổi thu được khổng hợp khí à, giá trị của m là nhiêu rồi chúng ta ghi phương trình nhược phân ra là xong mg độ 3 hai lần vô trường hợp 2 nghe từ mới đến đồng chúng ta phải biết lý thuyết được mới làm được ra mgo nè cộng với 2 nè, cộng O2 nè. Rồi nhiệt phân cân bằng. Ở đây 2, ở đây 1 2. Rồi thầy gọi đây là X là số mol phản ứng này nghe. Mol phản ứng, mol bình nhiệt phân đó. Thì tạo ra sẽ là 2X. Ở đây là 1 phần 2X. Rồi mol hỗn khí chúng ta có nè. Mol hỗn hợp khí 5,6 lít ở điều kiện tiêu chuẩn là 0,25 nghe. Mol hợp khí mà 0,25 thì đây cộng này bằng 0,25 nè. Vậy là 2X cộng 1 phần 2X bằng 0,25.

bằng 14,8 gam yeah. rồi con này dễ nhất nha câu a xong rồi trường hợp này là dễ nhất với phương trình ra làm thôi rồi tiếp tục câu 2 câu 2 người ta nung 10 g cu 3 hai lần trong bình kính không chứa không khí nghĩa là cho nhiệt phân đó không tác dụng oxy sau một thời gian thu được 8,38 gam chắc rắn và V hỗn khí người ta cứ tính về thì chúng ta thấy nè ban đầu 10 gam này 10 gam một hồi là 8,38 gam thì rõ ràng là chắc rắn là giảm à, chắc rắn giảm thì bằng m khí nãy thầy có ghi nè m chắc rắn giảm à, m chất rắn giảm bằng m khí đó thì chúng ta vận dụng từ từ <laughs> rồi bây giờ thầy ghi phương trình ra thôi câu hai uh, Cu, CO phương trình giống như trên thôi CO 3 hai lần nhiệt phân ga tạo thành là COO cộng NO2 cộng O2 cân bằng đây 2 và 1 2 rồi vẫn gọi x là mol phản ứng của này x ở đây là 2x ở đây là 1 phần 2x rồi vậy chúng ta sẽ được là M rắn giảm M rắn giảm sẽ bằng 10 trừ cho 8 phết 38 vậy sẽ bằng là 1 phết 62 1,62. M rắn giảm. M rắn giảm là chính bằng M khí. À, công thức nãy thầy nói rồi đó, khí nó bay ra làm cho rắn giảm, vậy chúng ta sẽ được là ở đây là 2x nhân 46 nè, vậy là 46 nhân 2x là khối lượng người khí này nè cộng cho khối lượng cái này là 32 nhân cho 12x, 32 nhân 12x. À bằng M khí nè, 1,62. Rồi từ đây chúng ta suy ra x bằng đó bấm lên chữ K. 46 nhân 2 cộng cho 16 108. Vậy là 1,62 chia 108 x bằng 0,015 x bằng 0,015 mon Rồi đề bài kêu tính V khí là tính hai quỹ này nè à, V khí Rồi chúng ta sẽ được là V khí bằng 2x là 2 nhân cho 0,015. Cái này là điều kiện tiêu chuẩn nha. Cộng cho ờ uh, 1/2 nhân cho x 0,015. Rồi chúng ta nhân cho 2.4. Điều kiện tiêu chuẩn. Rồi. thì chúng ta sẽ được là 0,03 cộng cho 0,015 mà chia cho 2. Rồi, sau đó bằng nhân cho 22 ,4. Bằng 0,84 lít. Rồi, 0,84 lít. Rồi, vậy đáp án là câu C. Đó. Vậy chúng ta thầy sẽ hướng dẫn chúng ta áp dụng cái công thức từ từ ha, chúng ta nắm. Rồi tiếp tục câu 3. À câu 3. Câu 3 thì tương tự câu 2 cũng là nhiệt phân xưa 32 lần ha. trong bình cũng có không khí cũng là chắc rắn giảm này đầu tiên giảm này thu được hỗn hợp khí ít đó bây giờ ít người ta cho qua nước ha. người ta cứ tính pH thì thêm một ý nữa nâng lên tí xíu ha. nâng lên từ từ nha rồi cũng ghi phương trình ra CO NO3 lần ha. nhiệt phân ra tạo thành CuO cộng NO2 cộng O2 cân bằng 2 và 1,2 2 cũng gọi x là một phần x ở đây là 2 x ở đây là một hai x rồi chúng ta làm nhanh nha vì lúc này m khí nè sẽ bằng là 2 ít x nhân 46 46 nhân 2 x cộng bên đây là 32 nhân 1 nhân 2 x m khí bằng m chắc chắn giảm chúng ta lấy cái này trừ này luôn bằng 6,58 chúng ta trừ cho 4,96 rồi chúng ta tính cái x luôn nha <laughs> Rồi bên đây nãy tôi nhấn lên 108X nè Bên đây thầy bấm trừ coi 6,58 trừ cho 4,96 Bằng 1,62 Chia 108 Ồ cũng giống như nãy bằng 0 0,015 à, 0,015 Rồi sau đó người ta dẫn khí này n 2 nè Cộng O2 nè Cộng nước nè GH 3 Thì cái phương trình này nó có sự đặc biệt nha có sự đặc biệt đó là để thầy căn bằng quy trình là hai nè hai nè một hai nè có nghĩa là tỷ lệ hai này này trang dưới đây à, do đó chúng ta điền theo mol nào cũng được à, Thì thầy điền theo mol này đi không không mười lăm điền qua đây không không mười lăm đề bài kêu tính pH của nhiệt y à, chúng ta phải tính được mol h cộng và tính nồng độ h cộng mol h cộng có rồi là không không mười lăm vậy tính nồng độ h cộng à, nồng độ h cộng mà không À không mười lăm chúng ta chia có này cái nào có, có nhầm không ta để ta bấm lại coi thấy có gì đó sẽ không 015 không mười lăm căn bản nó bằng đây <laughs> rồi để bấm lại tí xíu à, nhầm rồi không 015 không mười nhân hai nha nhân hai nhân hai tại vì ở đây nó là hai x lận thầy quên thầy là 2x. x hai x không 015 không mười nhân hai vậy là không 03 không ba nha không 03 không ba đó, rồi 0.03, 03 chia cho 0,3 3 à, thầy thích này. nhìn nhìn xong nó kết quả vậy là bằng 0,1 Từ đây chúng ta suy ra pH bằng 1. À, bấm trừ log hoặc ở đây là bằng 10 mũ chữ -1 này. ha, à, 10 mũ chữ -1 thì pH1. Rồi, đó là câu số 3, ha, à, pH bằng 1. Anh nhớ là lấy 2x nha. Thầy nãy thầy lấy x, bạn nhìn, nhìn không gắt bánh. <laughs> rồi, tiếp tục đăng lên tí xíu. Câu số 4 Rồi câu 4 nha Câu 4 nhiệt pha hỗn hợp nè Nâng lên tí xíu nha Nhiệt pha hỗn hợp 2, 2 chắc KNO3 và CUNO3 2 lần Thu được hỗn hợp khí ít Có tỉ khối so với hero bằng 18,8 Rồi đề bài của tính khối lượng của CUNO3 2 lần Trong hỗn hợp này là bằng bao nhiêu à, Thì câu này nặng hơn tí xíu rồi, thầy ghi phương trình ra KNO3. Đây là trường hợp 1 nha, nhiệt phân KNO2. Và oxy. Đó các bằng 1 phần 2. Rồi trường hợp 2 là CO NO3 hai lần, nhiệt phân vô trường hợp 2, đó là CO cộng với NO2 cộng O2 cân bằng 2 và 1 phần 2. Rồi, tương tự thầy vẫn gọi là X. Ở đây 1 phần 2 X, 0 có 5 X đi. Ở đây Y, ở đây là 2Y và 0,5Y cho nó gọn nghe Rồi bây giờ thầy lập phương trình nè Thầy lập phương trình Lập theo khối lượng nè Lập theo khối lượng hỗn hợp ban đầu nè Mình sẽ được uh, cộng con quỹ này coi Hỗn hợp ban đầu <laughs> uh, Cali 39 cộng cho góc cây uh, 62 Dường 101 101 x Cộng cho nền như 188 bấm ra cho chắc sáu hai nhân hai cộng sáu tư một tám tám một tám tám y bằng khối lượng hợp ta cho nè bằng ba mươi bốn sáu mươi lăm rồi phương trình thứ hai là phương trình hỗn hợp khí ít a à, hỗn hợp khí ít này so với hiro là 18,8 tám lúc này chúng ta sẽ được m trung bình m trung bình của khí này bằng 18 8 x 2 là 37 6 376 này sẽ bằng m nhỏ hỗn hợp khí chia số mol hỗn hợp khí nha. m trung bình là như thế nha chúng ta đừng lấy hai thằng cộng lại m nhỏ hỗn hợp khí nên chúng ta lấy cộng từ từ nè m nhỏ hỗn hợp khí gồm hai khí khí oxy và khí NO2 bây giờ khí oxy này có như thế này là không có 5 x nha vậy là khí oxy mình sẽ được là 0,5 x cộng 0,5 y nhân 32 của C nè, khí NO2 là 46 nhân 2y. Đó, em mà nhỏ hỗn hợp, chia mol hỗn hợp. Mol hỗn hợp thì ở đây à, cộng lại chúng ta sẽ được là 0.5x cộng cho cái này là 2.5y. Rồi chúng ta kết hợp hai phương trình này chúng ta giải thôi, phải kết hợp ra giải mới được. Rồi <laughs> Bây giờ để giải nhanh gọn lẹ thầy biến đổi nhanh tí xíu nha Rồi thì ghi là phương trình này thầy không biến đổi nha Thầy biến đổi phương trình dưới thôi Biến đổi phương trình dưới Vậy chúng ta sẽ được Thầy nhân cho từ từ đây nhanh lên Ở đây sẽ được là 37,6 x 0,5 37,6 x 0,5 Bằng

cộng cái này là 92 y rồi biến đổi chỗ này gom x gom qua hết bên 18 x 18 phát 8 trừ cho 16 18 phát 8 trừ 16 rồi bằng 2 phát 8 2 phát 8 x ở đây 94 này chúng ta trừ thế này 94 trừ cho 16 trừ cho 92 Trừ 14Y bằng 0 Rồi chúng ta kết hợp hai phương trình nó sẽ giải nha X bằng Y bằng Rồi bấm hạ giải 101 188 34,65 Dưới đây là 2,8 Trừ 14 0 X bằng 0,25 Rồi y bằng 0,05 x bằng 025 y bằng 0,05 rồi đề bài kêu tính khối lượng của thằng y tính lượng này nè đây vậy là bằng 0,05 nhân trong 188 à, 0,05 Nhân 188 bằng 9,4 gram à, vậy là đáp án là câu đây đây đó thì này, câu này hơi năng hơn tí xíu nha rồi tiếp tục <laughs> rồi tiếp tục nâng lên từ từ nha tiếp tục nâng lên từ từ rồi câu năm nè câu năm không có số gì hết câu năm lục một bài toán không có số nhưng tính toán có số câu năm nhiều nhiều người gặp cái này sợ nghe rồi câu năm như này nhiệt phân hoàn toàn một cái muốn đi chát à, thu được chắc rắn ít bạn hay chát nè thu được rắn ít và hỗn hợp y hỗn hợp khí y nè y dẫn vào nước nè thì thu được z này z hno 3 nè cho ít ít lần bạc á và HNO3 chỉ tăng một phần ra khí NO. Biết phương sẽ hoàn toàn người ta kêu tính phần trăm khối lượng ít đã phản ứng, có nghĩa ít phản ứng là bao nhiêu. Rồi. Chỗ này làm như thế này. Đầu tiên bạn đi chat nè. Nhiệt phân ga thì thu được bạc trường hợp 3. À, NO2 cộng O2 cân bằng 1 phần 2. Rồi, sau đó NO2 cộng O2 cộng nước mới thu được là HNO3 hát nổ 3 nha cân bằng <laughs> 2 2 1 2 rồi tiếp tục hát nổ 3 này mới hòa tan bạc này nè bạc cộng hát nổ 3 đó <laughs> thì lúc này thu được là AG nổ 3 cộng NO nên người ta cho khí NO nè và nước rồi cân bằng chéo E Cái này 1 này 3 vậy là 3 3 3 này là 1 Vậy là 4 ở Đây là 2 Rồi người ta hỏi thằng Bạc Nó bảo quà tan Nó phởn bao nhiêu Dưới đây nè Rồi bà chưa cho dưới trên Thì gọi đây x mà phởn nha Vậy đây là x Rồi Ở đây sẽ tạo thành là x được ca Và ở đây là 0.5x Rồi khi tạo thành h 3 Anh này cũng tạo thành x luôn H nội 3 nè Ở đây là x nha vì tạo thành đây là ít luôn Rồi vậy chốt lại phương trình nè Chúng ta chú ý phương trình này nè Chú ý phương trình kỹ đấy, phương trình này nghe Vì phương trình này Nó sẽ có là ít mon bạc Và ít mon h nộ 3 Chúng ta coi co phưởng theo nào nè, Phưởng theo nào Bằng cách là chia hệ số cân bằng Ở đây, thì ở đây thì lập tỷ lệ nghe Tỷ lệ nè Chúng ta có mon bạc chia 3 Chúng ta so sánh với là mon h nộ 3 chia 4 đó thì chúng ta thấy rõ ràng là môn bạc chia 3 nó sẽ lớn hơn x chia 3 nó sẽ lớn hơn x chia 4 à, vậy suy ra là môn bạc dư đó đó là lý do người ta hỏi nó phản ứng bao nhiêu đó rồi như vậy lúc này môn bạc dư thì lúc này chúng ta điền theo môn của h nội ba vậy ở đây là x à, vậy phần x ở đây là chúng ta nhân 3 chia 4 là 3 x chia 4 vậy là 0.75 x à, bạc ban đầu có x À, nó phản ứng không phải x người ta hỏi nó phản ứng bao nhiêu phần trăm à, vậy là phần trăm bạc phản ứng bằng là không phẩy x chia cho x nhân trăm bằng 75%. phần à, trăm thì đây là một cái bài bài toán không có số hết trơn nhưng cuối cùng ra con số à, nhiều em gặp bài này cũng rất là sợ nghe rồi tiếp tục Bài tiếp theo bài số 6, bài này áp dụng công thức tính nhanh hồi nãy thầy cung cấp nè. Bài này áp dụng thức này thì giờ chúng ta chưa xài nè. À, mấy công thức này. À, monitor bằng mon này nè. Rồi. Rồi bài số 6. Người ta lúc này gồm 3 muối, 3 muối là sắt 2 nitrat nè, 3 2 lần là bạn đã chết nè. Thành phần phần trăm khối lượng của nitơ trong đây là 11 phần trăm người ta có hỏi có thể điều chế được bao nhiêu gam hỗn hợp kim loại ba kim loại từ 14 phút 16 gam này đó thì cái vấn đề ở đây chúng ta phải áp dụng cái công thức đó nó mới làm nhanh gọn lẹ được giờ <laughs> lúc này người ta cho khối lượng nitơ nè khối lượng nitơ chiếm 11,864% vậy là khối lượng nitơ bằng

68 g Rồi từ đây chúng ta suy ra được mol của nitơ bằng cách chia 14. À, 1 68 chia 14 bằng 0 phết 12. Rồi áp dụng thức hồi nãy thầy đã chứng minh tại sao này bằng bằng nè. Mol nitơ nó bằng mol gốc nitrat nha. Mol nitơ bằng, bằng mon gốc, bằng mol gốc nitrat. Tại vì bảo toàn nitơ á. thì mol nitơ này nó bằng mol gốc nitrat. Đó, rồi đề bài người ta kêu tính kim loại Vậy M kim loại nè M kim loại à, Cái muối nè hỗn hợp muối nè Muối gồm kim loại và gốc ni chát Chúng ta có gốc ni chát rồi Muối Muối ni chát luôn luôn gồm kim loại và gốc ni chát Bây giờ chúng ta có kim loại rồi Bây giờ chúng ta bằng cách chúng ta lấy là M muối Chúng ta trừ cho M gốc ni chát ra Thì chúng ta sẽ được M kim loại Rồi À, mà mũi người ta cho là 14,16. Góc này chắc chúng ta có gọi nè. 0,12 nhân 62. Rồi, chúng ta áp dụng thức này là siêu nhanh. Rồi, chúng ta sẽ được là 14,16. À, trừ cho 0,12 nhân 62. Ra được 6,72. 6,72 ra. Rồi, à, vậy là câu này là câu D. Đó, ngoài cái này còn cách cách thứ hai nữa cách thứ hai dài hơn cách thứ ba nó nhiều cách lắm à, nhưng cách này gọi là cách nhanh nhất nha cách thứ hai chúng ta có thể xài thức này à, chúng ta có nitơ chúng ta tìm được oxy à, bây giờ thầy làm cách hai này bây giờ cách một đi này cách hai này bây giờ chúng ta có nitơ rồi chúng ta được monoxy chúng ta dùng thức này nè mon oxy luôn luôn bằng ba là mon nitơ vậy vậy là mon nitơ mon oxy nè bằng ba là monitor vậy là bằng 3 nhân cho 0 phết 12 Vậy là bằng 0 36 Rồi Thì hỗn hợp muối này gồm 3 nguyên tố gồm M muối nè Thì cái này là M muối nè Bằng M kim loại nè Cộng nè M nitơ nè Cộng nè M oxy nè Rồi bây giờ chúng ta tách cho nguyên tố đó Bây giờ chúng ta muốn tìm M kim loại thì chúng ta lấy M muối chúng ta trừ hai cần lại em mà muối là 14 16 nè chúng ta trừ M nitơ này, M nitơ này chúng ta tính gọi là 1,68 này. Oxy chúng ta mới tính nè. 0,36 nhân 16 nè. Rồi chúng ta bấm thử coi. 14,16 trừ cho 1,68 trừ cho 0,36 nhân 16. Đó, bằng 6,72. Đó. Có nghĩa là cách hai này để chúng ta áp dụng thức này để chúng ta biết đó nhắc lại khi tham gia nhóm chúng ta nhận tài liệu trong một năm học và đặc biệt được thầy trợ giúp cho học tập có nghĩa là trong học tập kể cả trên lớp gì đó không hiểu gì đó thì chúng ta được trợ giúp khi tham gia nhóm